Bây giờ là đang xe của chúng tôi đi tới chỗ mà farm để hái cherry nè nha. Từ ở nhà mà chạy lên đây khoảng 70-80 cây số, mất khoảng 1 tiếng mấy tiếng rưỡi hoặc là 2 tiếng hồ lái xe. Feel the rhythm. Bây giờ là phải lấy một mỗi người một cái xô đặng mà đi bẻ cherry nè nha. Đó, thằng Dylan nó đi bẻ cherry nè nha. Hello đi. Bà con đứng đây để mà đợi xe bus lại nó chở đi tới chỗ farm đặng mà bẻ trái cherry. Đi lên, đi bẻ cherry đi. Đi hái đi lẹ đi, đứng đây hái đi. Nè, đứng đây hái đi đó nè. Rồi, hái bỏ miệng ăn đi nha. Rồi, miệng ăn đi, hái nữa đi, hái nữa nè. Rồi đó, xe mặt ở đây. Rồi ăn đi. Ồ, nó lình đó. Nó đi hái cherry nè nha. Ăn đi, hái ăn đi. Quá trời cherry, nó không biết hái thế nào. Để đút miệng đi ăn à. Bây giờ thằng Andy nó đang bẻ cherry nè nha. Ăn đi, vô cửa mắc tiền lắm, phải ăn cho no nha. Có được khoảng 5 ký. Cherry nãy giờ bẻ cherry nhiều quá, bẻ